chào tất cả các bạn. Sáng nay mình đi xuống biển Long Hải nha các bạn. Giờ này là 5:12, mình mới vừa trong nhà, mình mới vừa ra đây khoảng 5 phút các bạn. Mình xuống biển Long Hải, mình buổi sáng đó các bạn, mình đi quay tranh thủ xuống dưới mình quay được cảnh Bình Minh, xong rồi mình sau đó mình đi xuống chợ hải sản Long Hải đó các bạn, với lại mình đi vô Vinh Cô đó các bạn. Buổi sáng mình đi xuống đó có cái gì mà thú vị hấp dẫn rồi mình quay lại chia sẻ cho các bạn xem, để cho các bạn lần sau đi nha. Ở đây là cầu vượt cao tốc các bạn, mình đang đi trên quốc lộ 51. Vô gần tới trung tâm thành phố Bà Rịa Vũng Tàu á các bạn. Họ gắn camera bắn tốc độ ở trên cao nhiều lắm đó các bạn. Khoảng vài cây số là gắn một trạm các bạn. Bây giờ mình đi thấy mấy trạm luôn, mình không dám đi nhanh đâu các bạn. Các bạn có xuống Bà Rịa Vũng Tàu cẩn thận trên quốc lộ 51, gần tới địa phận trung tâm Bà Rịa Vũng Tàu á.
rồi các bạn. Ngày này mặt trời lên rồi. Ở đây có máy bán tốc độ trên cao nữa nè các bạn. Các bạn thấy không? À nó tới trung tâm nên người ta gắn thiết bị đó trên cao rất là nhiều các bạn. Mình lên đang lên các bạn. Mình chắc mình xuống biển đón bình minh chắc không đẹp rồi. Mình gần sắp tới chợ Bà Rịa gần rồi các bạn. Đúng công an các bạn ơi, cho mình xuống tới ngay gần tới trung tâm thành phố Bà Rịa Vũng Tàu á, họ đang đứng bắt quá trời xe luôn các bạn, mình không biết bắt vụ gì, mình trốn ở đây luôn các bạn. Mình đi đường vòng các bạn, thấy xe nào cũng kêu lại quá trời luôn. Mình mới đi đường vòng ra các bạn, mình đi đường vòng ra ngay chợ Bà Rịa Vũng Tàu luôn nè các bạn. Rồi đó là bên tay trái của mình là chợ Bà Rịa Vũng Tàu nha các bạn. Máy cho chạy 60 các bạn. Du lịch Long Hải nha các bạn. Mình đi gặp một chốt rồi, mình xuống tới biển Vinco rồi các bạn, rồi mình kiếm chỗ gửi xe máy. À,
Kính chào tất cả các bạn, buổi sáng mình đã tới miếu Vinh Cô các bạn. Mình tới đây, bên đây là biển Long Hải nha các bạn. Giờ bắt đầu mình xuống biển thôi các bạn. Buổi sáng cũng thấy nhộn nhịp người lắm các bạn. Mình đi dạo thứ một vòng xuống biển cho các bạn xem. Buổi sáng người ta bán hàng gánh đó, bánh bột lọc. Hôm nay bán đồ nướng đó các bạn. Giờ mình đang đi xuống biển các bạn. Ở bên đây người ta bán đồ nướng các bạn. Ghẹ. Biển Long Hải buổi sáng cũng đông người lắm đó các bạn. Người ta bán hàng gánh xuống tới biển luôn nè. Các bạn có nhu cầu ăn uống thì lắm xong rồi lên đây mình ăn uống luôn. Buổi sáng trời nó mát nên người ta tắm nhiều á. Bánh canh. Đó, người ta tắm xong rồi người ta lên đây ta ăn uống. Sáng người ta tắm đông lắm nha các bạn. Bên kia cũng đông lắm kìa. Bữa nay trời nó nhiều mây lắm các bạn, âm u á. Giờ mình đi qua bên kia các bạn. Ở trên đó là Vinh Cô các bạn. Mình cũng lâu lắm rồi mình mới xuống tới biển Long Hải các bạn. Sóng thì cũng không có lớn, cũng vừa này, sóng này ta tắm được. Có thuyền neo đậu ở đằng xa. Ở bên đó người ta tắm nhiều các bạn. Giờ mình đi qua bên đó